sống xô bồ ngày nay đang làm những hương xuân, hương Tết truyền thống dần trở nên nhạt nhòa, thì đâu đó trong tâm thức của mỗi người con hình chữ S vẫn luôn tìm về cội nguồn, tìm về những giá trị văn hóa truyền thống. Và dù cuộc sống có hiện đại cỡ nào, có xô bồ cỡ nào, thì cứ Tết đến xuân về, mỗi người đều muốn sắm sửa cho mình một chiếc áo dài mới mặc Tết, bởi đây là ngày lễ lớn nhất trong năm. Cùng là thời khắc bắt đầu năm mới, cầu chúc nhau mọi sự bình an. Lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống tô trọn nét đẹp của người phụ nữ Việt bằng những đường cắt may tỉ mỉ, cộng thêm những họa tiết ren rua đính cầu kỳ. Hoặc tạo điểm nhấn bằng việc phối màu vải tinh tế, thương hiệu thời trang Umbrella đã gửi đến khán giả những gợi ý mặc đẹp cho Tết này.